Dạ sư cho con hỏi các lời kinh của Phật, các thầy khi đi giảng có phải giảng đúng theo ý của câu kinh đó không được lệch phải không sư? Tức là 10 vị đi giảng phải giảng y chang nhau, các thầy có được thêm mắm dặm muối vô thêm không sư? À, con xin cảm ơn sư. À, quý vị phân biệt giùm sư ha, là cái việc mà mình giảng rộng và cái việc là mình giảng lệch, hai cái khác nhau. Giảng rộng á, như ngài Maha Kachana là ngài là đệ nhất về giảng rộng các cái câu kinh được tóm gọn. Tức là một câu kinh Đức Thế Tôn nói gọn, ngài có thể ngài giảng rộng ra tùy thích để cho cái người nghe đó họ có thể hiểu được câu đó. Ví dụ như Đức Thế Tôn chỉ nói là Anicca Vatasankhara, tức là các hành là vô thường, thì ngài Mahakachana đó ngài sẽ giải thích rộng ra nó có ý nghĩa là gì đó, thì đó là giải rộng. Còn giải lệch, giải lệch tức là mình nói trên trời dưới đất, mình nói sai chánh pháp, mình nói lệch, thì đó là giải lệch. Thành ra đó, cái trường hợp mình gọi là thêm mắm dặm muối là nó chỉ cho trường hợp mình nói sai, mình nói lệch, chứ không chỉ cho trường hợp mình nói rộng nha. Các vị pháp sư là những vị có trách nhiệm thứ nhất là truyền lại đúng lời dạy của Đức Thế Tôn, hai là vị ấy có thể nói gọn lại một vấn đề đã được phân tích, ba là vị ấy có thể giảng rộng ra một vấn đề đã được tóm gọn, và bốn vị ấy có thể gọi là dùng cái biện luận để làm rõ vấn đề. Tuy nhiên khi vị ấy giảng pháp thì vị ấy buộc phải giảng đúng pháp, không được giảng sai pháp. Một vấn đề 10 vị pháp sư có thể giải thích với 10 cách khác nhau, tuy nhiên nội dung thì không được đi lệch. Sư lấy ví dụ, khi mà sư nói về các hành là vô thường thì sư có giải thích đưa ra ví dụ, sư có thể thuyết nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng về vấn đề các hành là vô thường. Vị sư khác cũng có thể làm như vậy. Hai nội dung chữ nghĩa đó các sư có thể nói khác nhau, nhưng nội dung thì nó phải là một, tức là các hành là vô thường. Sự dẫn chứng của kinh tạng và chú giải khiến cho sự thuyết giảng của các sư thống nhất, chứ không có trường hợp là ông nó trống thổi xuôi mà kèn đánh ngược thì không có chuyện đó. Mà muốn được như vậy thì buộc các vị giảng sư phải nắm được kinh tạng và chú giải. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy là sư và sư Tuệ Tường thì khi nói chuyện là ôm sát kinh tạng và chú giải chứ không nói ngoài. Bởi vì nó đảm bảo cho lời nói của các sư có sự xác chứng tốt nhất. Tuy nhiên cái vấn đề hiện tại là kinh tạng thì đã được dịch, nhưng mà chú giải thì lại chưa được dịch một cách trọn vẹn. Mà ngay cả kinh tạng, xin thưa là một số bản dịch cũng chưa được chuẩn. Ngài Chánh Thân là vị đã khởi đầu và kêu gọi việc dịch thuật lại bộ Tam Tạng Pali, nhưng mà ngài đã đi những bước đầu tiên rồi, còn phần còn lại là thuộc về hàng hậu học, phải có trách nhiệm dịch lại để cho phần kinh tạng được sát nghĩa, được chính xác nhất có thể. Còn về chú giải thì hiện tại bây giờ là chỉ có những bản chú giải đơn lẻ và chưa có sự thống nhất, tức là vị nào thích dịch bản nào đó thì dịch, muốn dịch bài nào đó thì dịch đó. Nó không có sự thống nhất và cũng rất là rời rạc, không có sự tập trung. Chính vì lẽ đó thì sư cũng đã lên cái dự án là dịch lại chú giải của kinh tạng. Thì nhờ dịch lại như thế, sau này
là chư tăng ni khi giảng pháp là có cơ sở để dựa vào, thì sẽ không còn hoặc hạn chế tối đa trường hợp là mỗi vị nói mỗi kiểu. Tuy nhiên thì các sư Nam Tông thì nếu mà đúng thì hầu hết là nói thì cũng không có lệch đâu, chỉ có điều là vẫn còn kẹt ở cái phần chú giải chưa được dịch thôi. Cho nên đa phần các vị pháp sư Nam Tông thì ít nhiều cũng phải biết Pali, chứ nếu không biết Pali thì anh sẽ không có tài liệu để anh giảng pháp, và anh có thể anh nói trên trời dưới đất anh nói lệch. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Thì, ở đây thì cái vị này hỏi là cái việc giảng pháp thì theo đúng các lời kinh của Phật thì cái đây phạm vi mà quý sư nói là lời Phật dạy là trong tâm tạng kinh điển Pali, hay còn gọi bây giờ là gọi là kinh Nikaya đấy, việc kinh Nikaya đó. Quý sư nói trong phạm vi đó, hiểu không? Còn những cái kinh đó mà nói là Phật thuyết ngoài đó thì quý sư sẽ không có bàn luận về cái quan điểm đó, cho nên ở đây chúng ta phải phân định rõ rạch ròi đó, như vậy cho quý vị hiểu. Tại vì nhiều khi ở đây bản thân sư và sư hành tuệ thì nói trong cái truyền thống của tâm tạng kinh điển Pali hay kinh hay gọi kinh Nikaya đó, thì rồi lại truyền thống theo các nước quốc giáo nó giống như là ở Sri Lanka, ở Myanmar, ở Thái Lan, Lào, Campuchia, vân vân. Đó là những cái nước mà gọi là theo Phật giáo Theravada đó. Thì theo đúng truyền thống đó thì đúng là những cái vị pháp sư mà đúng nghĩa, thì gọi pháp sư đúng nghĩa nha. Đó. Thì cái nhiệm vụ cái vị đó là giảng pháp đó, là phải bám sát kinh tạng thưa vị, phải bám sát kinh tạng, có nghĩa là Phật dạy trong kinh tạng, trong chánh tạng đó, và trong chú giải chính thống, tức là cái sự giảng giải của chú giải sư sau này để làm rõ lời Phật dạy và chúng ta hiểu đúng lời Phật dạy, không có sai lệch. Đó là buộc, sư nói là dùng từ gọi là buộc thôi nha. Đó là trong cái hệ thống Phật giáo Theravada ở các nước quốc giáo là như vậy, buộc thôi. Còn ngoài ra không có được phép mà nói theo cái tư kiến của mình thưa vị. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng trong Tăng Chi á, Đức Thế Tôn ngài nói rất là rõ. Tại vì á, mà mình thứ nhất là mình là phàm phu, mà cái vấn đề đó trong chánh tạng đọc qua, mình không có đủ cái trí tuệ mà mình giảng giải á. Mình cứ giảng giải theo ý mình, đôi khi nó sai lệch, nó lại dính vô cái tội mà giống như là trong Tăng Chi Đức Thế Tôn ngài có nói đó, là gì? Những gì Như Lai không có thuyết, không có nói, mà nói Như Lai là thuyết, là nói, thì cái đó là phỉ báng Như Lai. Mà cái tội là phỉ báng Đức Phật, phỉ báng Pháp nó rất là nặng thưa vị. Đó. Cho nên là tại sao mà nói đúng theo truyền thống Phật giáo Theravada hay là Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Nguyên Thủy á, thì các pháp sư hay là các thiền sư bắt buộc là phải khi mà giảng pháp á, giảng pháp thì bắt buộc phải theo sát cái chính tạng và chú giải chính thống, không được lệch thưa quý vị. Còn cái việc mà như Đức Hành Tại nói, siêu hoàn toàn đồng ý. Còn cái việc mà giống như là cũng là thí dụ hôm nay đi, cái vị pháp sư đã giảng bốn pháp mà gọi là bốn pháp đắc nhân tâm đi, gọi là bốn pháp nhiếp chúng đó, bốn pháp rồi là bố thí, ái ngữ, lợi, hành động, đồng sự, đúng không? Thì cũng một vị pháp sư đó, với cái thời gian, ví dụ là thời gian, cái thời lượng mà ở hội chúng đó, có thể bốn pháp đó cũng thuyết 15 phút được, bốn cái pháp đó thuyết nửa tiếng được, bốn cái pháp đó thuyết một tiếng được, thậm chí bốn cái pháp đó mà thuyết thậm chí cả một tiếng rưỡi cũng được. Là tùy theo là tại sao là ở đây, tức nghĩa là giảng rộng ra là cho đưa ra nhiều cái ví dụ, quý vị hiểu không? Đưa ra nhiều cái ví dụ sinh động để cho quý vị hiểu thế nào là bố thí, thế nào là ái ngữ, thế nào là lợi hành động đẳng, đưa nhiều ví dụ rất sinh động, không? Đến cho nhiều đối tượng, đến cho nhiều, trong đưa nhiều hoàn cảnh đó. Nhưng mà chung quy là vẫn phải giải thích là bố thí định nghĩa nè, ở trong tâm tạng Pali nè, bố thí là cái gì, từ Pali là cái gì, và ái ngữ là cái gì, rồi trong chú giải chính thống là cái gì, đó như vậy đó.
Còn cái việc mà giảng giải rộng ra để cho dễ hiểu thì tùy tùy theo cái khả năng của mỗi vị pháp sư, và tùy theo cái hội chúng đó và cái thời lượng mà thuyết pháp mà được cho phép đó. Cho nên quý vị phải phân định rõ, đúng không? Còn trước khi kết thúc câu trả lời này thì sư muốn nhắc lại một lần nữa quan trọng là theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, nếu mà một vị nào á mà giảng pháp á, thưa vị, mà thì vị đó có thể là tự cho mình là thiền sư pháp sư, mà giống như trong đây nói nè, là có thêm mắm dặm muối đây nè, có nghĩa là thêm mắm muối đây nghĩa là nói theo cái tư kiến, nếu theo cái hiểu mình đó đó, theo cái hiểu mình, mà cái hiểu này sẽ gọi là lỡ may nha, gọi là lỡ xui đi, xui á, may thì may mà trúng thì sao, mà xui một cái mà lệch phải là Phật dạy đó, mà lệch đi là Phật dạy mà không đúng theo chú giải chính thống đó, đó. Thì xin ơi vậy là không khéo là mang tội phỉ báng, cho nên là có nghĩa là theo truyền thống Phật giáo Theravada thì có những cái quy ước như vậy đó, để cho quý vị biết rõ hay không. Cho nên là cái câu trả lời ở này á, là quý sư trả lời á, theo có nghĩa là có cái phạm vi là trong truyền thống Phật giáo quý sư đang theo Phật giáo Theravada. Còn ngoài đó, còn ngoài cái lĩnh vực đó, ví dụ quý vị có xem clip này nè, nói ông sư Tử Tường, sư Anh Tại, ông nói là giờ giảng pháp phải gì vậy, bắt buộc phải gì vậy đó, nhưng mà cái lời nói của quý vị á là cho một cái vị ở một cái tông phái khác, đúng không? Ví dụ bên Mật tông, bên đó, bên các tông khác, đúng không? Nhưng mà họ nghe họ nói vậy là cũng không phải, thì rõ ràng quý vị, đúng không? Ở đây sư chỉ nói trong phạm vi này thôi, cho nên phải phân định rõ ràng tròn nha. Còn ngoài cái phạm vi đó thì ví dụ bây giờ ai quý vị nào muốn giảng sao, muốn giải thích sao nào cho nó hợp lý theo cái quan điểm gì đó thì là tùy thôi đó, nên chúng ta phải phân định rõ để tránh đi là mình nghe ba chấp ba nhán rồi xong mình nói là ông sư Hình Tại, ông sư Tư Tưởng nói vậy bắt buộc hay vậy, thì nó dễ rơi vào cực đoan rồi đâm ra cái sự mâu thuẫn. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Qua câu hỏi tiếp theo.